Nóng Man City đã thỏa thuận bán Julian Alvarez giá đắt kỷ lục 95 triệu euro. Theo David Austin, thương vụ Julian Alvarez gia nhập Manchester City coi như hoàn tất. Julian Alvarez muốn chia tay Man City trong mùa hè năm nay, chân sút người Argentina cần ra sân nhiều hơn, không chấp nhận vai trò dự bị cho Erling Haaland. Về phần mình thì Man City chưa bao giờ muốn bán Alvarez, Man City quyết giữ chân Alvarez. Dù vậy, khi mà Alvarez mong muốn ra đi để được thi đấu nhiều hơn, Man City không còn cách nào khác giờ thì thương vụ Alvarez coi như đã hoàn tất. Cụ thể, thì ký giả David Orsedin xác nhận Atlético Madrid đã được thỏa thuận toàn diện với Man City để ký hợp đồng với Julian Alvarez. Thỏa thuận trị giá lên tới 95 triệu euro, bao gồm các khoản phụ phí, tương đương khoảng 82 triệu bảng Anh. Đây là thương vụ bán người đắt kỷ lục của Man City. Cầu thủ 23 tuổi phải đồng ý các điều khoản cá nhân trước khi hoàn tất việc chuyển đến Atlético. Nóng Man City chuẩn bị bán ngọc ký Hamilton theo nhà báo Romano, tiền đạo Mika Hamilton chuẩn bị chia tay Man City để đầu quân cho Middlesbrough. Hamilton có 10 năm ăn tập tại lò đào tạo Man City trước khi được huấn luyện viên Pep Guardiola trao cơ hội ra mắt đội 1 vào năm 2023. Dù không có nhiều cơ hội thi đấu nhưng măng non người Anh vẫn để lại một vài màn trình diện ấn tượng. Thậm chí cầu thủ sinh năm 2003 còn có một bàn thắng và một kiến tạo sau hai lần ra sân chơi ở Champions League. Vừa qua thì Hamilton cũng góp mặt trong thành phần The Citizen tham dự chuyến du đấu trên đất Mỹ và có những trận đấu thành công trên phương diện cá nhân. Tuy nhiên, thì bản thân tiền đạo 20 tuổi muốn ra đi ở phiên chợ hè năm nay và để có thêm cơ hội thi đấu vì hàng công đội chủ sân ATH đang quá chật trội nhân sự. Ngoài đây, thì nhà báo Romano tiết lộ Hamilton chuẩn bị chuyển sang khoác áo mid từ mùa sau. Đội chủ sân Riverside đã nhận được cái gật đầu từ Man City trên bàn đàm phán sau khi chấp nhận chi ra 3,5 triệu bảng phí chuyển nhượng. Tuy đây là bản hợp đồng bán đất nhưng Man City vẫn còn cơ hội lớn tái ngộ với sản phẩm do câu lạc bộ đào tạo trong tương lai bởi các nhà đương kim vô địch Premier League đã cài điều khoản ưu tiên mua lại với giá 11 triệu bảng. Hamilton sẽ trở thành cầu thủ thứ năm dưới sân ETH mùa hè này sau những trường hợp của Taylor Hargood Bellis, Sergio Gomez, Tommy Doyle và Jan Kuto. Real Madrid có thể chiêu mộ trụ cột Liverpool, chia sẻ với Sport Beatle, Jamie Carragher nhận định về câu chuyện chuyển nhượng của Los Blancos. Real Madrid cần sớm hoạch định nhân sự trước mùa bóng mới. Bộ ba Virgil van Dijk, Mohamed Salah và Trent Alexander-Arnold đang bước vào năm cuối hợp đồng. Quá trình đàm phán hợp đồng mới chưa có nhiều tiến triển. Liverpool đối mặt với kịch bản bộ ba kể trên có thể rời đi theo dạng miễn phí vào mùa hè năm sau. Theo cựu danh thủ Jamie Carragher, Alexander-Arnold có khả năng chia tay giờ cóp, cập bến Real mùa sau. Chia sẻ với Sport Video, Jimmy Carragher nêu quan điểm. Chúng ta biết rằng Real có một hậu vệ phải xuất sắc, cậu ấy vô địch Euro 2024, giành 6 chức vô địch Champions League. Tôi nghĩ Real có thể lên kế hoạch chiêu mộ Alexander Arnold vào mùa hè năm sau. Real Madrid sẽ không bán Dani Carvajal vào mùa hè này. Và Real Madrid có thể chiêu mộ Arnold ở mùa giải tiếp theo. Chúng ta không biết chắc câu chuyện tương lai. Alexander Arnold đóng vai trò trụ cột của Liverpool kể từ khi ra mắt dưới thời Jurgen Klopp vào năm 2017. Ngôi sao 25 tuổi kết hợp cùng Andrew Robertson tạo thành cặp hậu vệ xuất sắc nhất ở Premier League. Arsenal tăng tốc vụ paris Upper Yilmaz. Theo Sok ZTC, Arsenal đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức để ký hợp đồng với paris Upper Yilmaz, cầu thủ thuộc biên chế Galatasaray. Song song với việc mang về một tiền vệ trung tâm ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay thì Arsenal cũng tìm được người chia lửa trên hàng công cho bộ đôi Bukayo Saka và Gabriel Martinelli. Barit Upper Yinman là một trong những mục tiêu mà pháo thủ để mắt đến từ lâu. Sau những màn trình diễn cá nhân tương đối tốt trong màu áo của Galatasaray cũng như đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, Barit Upper Yinman đã thu hút sự quan tâm từ một vài đội bóng lớn như là Arsenal, Man United hay là Tottenham. Theo Sop Gazetesi, Arsenal đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức để ký hợp đồng với tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện Bắc London cân nhắc đặt lên bàn đàm phán số tiền rơi vào khoảng 17 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của Anh. Sau khi Emi Smith Rowe chuyển tới Fulham, Barit Upper Yinman có thể là sự bổ sung tuyệt vời dành cho pháo thủ. Tuy nhiên, thì vẫn phải chờ xem liệu Galatasaray có đồng ý để trụ cột câu lạc bộ rời đi vào mùa hè năm nay hay không. Quá nhanh, Man United coi như bán đứt Wan Bissaka. Nhà báo Ramesh của Sky Sports có những chia sẻ về khả năng Aaron Wan Bissaka chia tay Manchester United. Man United nghiêm túc xem xét việc thay Wan Bissaka bằng Maraul. Trong bối cảnh thỏa thuận với Maraul đang tiến triển thuận lợi, thì Man United không còn muốn giữ Wan Bissaka. Wan có màn trình diễn không mấy thuyết phục đặc biệt là khâu tấn công. Anh từng tiêu tốn của Quỷ Đỏ số tiền lên tới 50 triệu bảng. Do đó thì Man United hy vọng bán đứt. Đó là lý do câu lạc bộ chủ sân Old Trafford đã hạ thấp yêu cầu về mức giá bán của Wan Lúc này thì West Ham chuyển hướng sang theo đuổi Wan theo truyền thông Anh, thì West Ham đang tiến gần tới thỏa thuận với MU về việc ký hợp đồng với hậu vệ phải Wan Bissaka. Mới đây nhất, thì nhà báo Dames của The Sky Sports cho hay West Ham đang thúc đẩy hoàn tất thỏa thuận với Man United về việc chiêu mộ Aaron Wan Bissaka. Man United được cho là định giá Wan Bissaka ở mức 15 triệu bảng trở lên, trong khi đó thì thương vụ Marawi cũng tiêu tốn một con số tương tự. Nóng diễn biến vụ Man United Rabiot Trao đổi trên kênh YouTube The United Stand, ký giả Fabrizio Romano đã đưa ra cập nhật về tình hình của Adrian Rabiot. Trao đổi xoay quanh thương vụ Manchester United Adrian Rabiot, Romano xác nhận hiện vẫn chưa có gì tiến triển. Ký giả người ý cho biết, Man United đã thỏa thuận với người đại diện của Rabiot vài lần, một năm trước và cả mùa hè năm nay. Họ đã được mời chào để chiêu mộ Rabiot, nhưng hiện tại thì tôi không biết có điều gì thực sự tiến triển đối với thương vụ này hay không. Chính thức Joe Neves đến PSG giá 70 triệu euro. Real đã hoàn tất việc chuyển đến PSG từ Benfica theo hợp đồng với mức phí chuyển nhượng là 70 triệu euro. Mùa hè này, PSG hướng đến một kỷ nguyên mới khi không có Mbappe, người đã gia nhập Real Madrid. Đội bóng thủ đô nước Pháp theo đuổi Neves trong nhiều tháng và cuối cùng đã chiến thắng trong cuộc chiến giành chữ kỳ của ngôi sao trẻ người Bồ đầu nhà. Sau khi đến với nhà vô địch Pháp, Neves chia sẻ trên trang web chính thức của câu lạc bộ: "Tôi rất tự hào khi được gia nhập Paris Saint-Germain, một câu lạc bộ rất tham vọng. Tôi sẽ cống hiến hết mình và giúp đỡ các đồng đội phát triển tại câu lạc bộ tuyệt vời này và giành được nhiều danh hiệu." Và sau đây sẽ là một số tin vấn chuyển nhượng khác. Atlético sắp có Alvarez. David Ostenin đưa tin rằng Atlético sắp đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez của Man City. Bản thân chân sút người Argentina cũng rất muốn chuyển đến thủ đô của Tây Ban Nha. Mức phí chuyển nhượng thương vụ này dự kiến sẽ rơi vào khoảng 70 triệu euro, gấp 5 lần số tiền mà Man City bỏ ra để chiêu mộ Alvarez từ River Plate vào tháng 1 năm 2022. Newcastle sắp có Wehi theo nguồn tin độc quyền của tờ The Telegraph, Newcastle sắp hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Maguire từ Crystal Palace với mức phí chuyển nhượng lên tới hơn 60 triệu bảng. Các cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ đã tiến triển tốt trong vài ngày qua và cả hai bên đều tin tưởng sẽ đạt được thỏa thuận trước cuối tuần này. West Ham đón tiền đạo đội tuyển Đức. West Ham đã công bố bản hợp đồng Niklas Fuhlgrub từ Dortmund theo hợp đồng có thời hạn 5 năm. Bố tạo được cho là đã trả 27 triệu bảng cho đội bóng nước Đức để có được tiền đạo 31 tuổi. Full group là tân binh mùa hè đáng chú ý tiếp theo của đội bóng thành London sau Louis Guilherme, West Forderingham, Max Kilman và Cresencio Somerville. Arsenal gia nhập cuộc đua giành Oshim Tờ Corriere dello Sport của Italia đưa tin Arsenal đã sẵn sàng thực hiện động thái chiêu mộ tiền đạo Victor Osimhen của Napoli trong bối cảnh chân sút người Nigeria quyết tâm rời Napoli. Osimhen có điều khoản giải phóng hợp đồng là 130 triệu euro, nhưng Napoli sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán do họ biết rằng cầu thủ 25 tuổi sẽ không chịu gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, thì Arsenal sẽ phải cạnh tranh với Chelsea, Liverpool, MU và PSG trong thương vụ này. Chelsea chưa từ bỏ sao của Atlético. Theo nhà báo Gianluca Di Mario, Chelsea vẫn quan tâm tới tiền đáo sau mùa Omorodion của Atlético. Lời đề nghị trị giá 33 triệu euro cộng với 7 triệu euro tiền phụ phí của The Blues từng bị đội bóng Tây Ban Nha từ chối vào đầu mùa hè này. Hai bên hiện đang thảo luận về mức phí trị giá tổng cộng 50 triệu euro và con số đó có thể đủ để thuyết phục Atlético đồng ý nhà người. Samu đã ghi được 8 bàn trong 35 trận đấu khi được cho mượn tại Deportivo Alvarez vào mùa trước.